đi. Quay mặt nhanh luôn, qua hết dung lượng phát ảnh 16 GB bao nhiêu phim mà. Đây thằng em nó lần đầu tiên đi cái chắc mô hình ở cái phương mình thằng em tiếng Nhật anh không biết nó gọi là cái gì không. Đây nó chỉ biết là cái loại mà nó vòng quay lớn thế này. Vòng xoay này coi là lớn nhất ở Nhật Bản nào. Lớn nhất Nhật Bản nào vương? Vương. Đông người.